Em chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày mùng 10 tháng 8, hôm nay em lại mới về cái lô hàng mới các bác nhé. Em đang giới thiệu các bác xem có cái em nào các bác cảm thấy hợp lý ưng ý thì nhanh tay hàng các bác nhé. Số điện thoại em là 0383 440 440, số thứ hai là 0303 0366 478 4Q5 ấy. Này em lên cho bác một con đồng hồ của đây, cho bác chiêm ngưỡng một con đồng hồ của anh Hải Bánh đang đeo nhé. Em đấu được con này em về em sướng. Đây con Cartier đấy, các bác nhìn chưa, đấy bác Hải Bánh đang đeo con này, như con của bác 500 triệu các bác ạ. Đấy con của bác 500 triệu cơ, con này thì rẻ lắm, đẹp không các bác, trời ơi miễn bàn, vàng hồng liền, vàng hồng đẹp không này, đinh tán nó bao nhiêu tần vàng hồng đẹp không. Dây khóa có nhìn dây khóa đó này, nguyên nó xịn nó bằng như thế này, phải nói nó quá xịn sò luôn các bác ạ. Cái này máy Nhật các bác nha, không phải không được máy Thụy đâu ạ. Cartier máy Nhật cơ automatic tự động bác nhé. Đấy. Con này chống nước 100 m, thép của nó thép 316, không han không gì, không xuống màu. Con được đính một viên ruby bác nhé. Đeo này lên tay phê nhất người luôn, nó nhìn này. Đấy. Con này là không phải là máy Thụy, có như như của anh Hải Bánh các bác nha. Con này là máy Nhật thôi ạ. À. Con của anh Hải Bánh tận 500 triệu cơ. Con này máy Nhật đây. Đẹp không các bác? Cứ mê mẩn lòng người luôn. Đeo này đi lên thì so đất đỏ hai con thì y chang nhau bác nhé, không khác gì hết. Nó chỉ khác mỗi là mở máy ra thì một con là máy Nhật, một con là máy Thụy. Như các bác không mở máy ra thì nhìn đằng trước đằng sau nó như một bác nhé, nó như nhau luôn. Bây giờ em có đi, nếu mà em bán hàng lừa đảo em nói các bác là hàng Thụy Sĩ, các bác tin đây đúng không ạ? Service made bác nhìn ra đây. Đây nó báo là máy Thụy Sĩ đúng không ạ? Đấy, service made đây. Nếu mà em như cái số khác em báo em lừa đảo các bác thì đây. Con này service made đây, em báo bác là hàng của Thụy Sĩ chính hãng, các bác tin sái cổ biết gì đâu đúng không ạ? Có những bác nào bác sành bác biết ngay đúng không ạ, còn có những bác không sành các bác cứ tin sái cổ là hàng Thụy Sĩ chính hãng đúng không. Đấy. Bán gọi là chi ân cho khách hàng giá siêu rẻ chẳng hạn như thế. Đấy. Giá có mấy triệu thôi, con này gốc của nó 500 triệu chẳng hạn này bác nhé. Đấy là những câu từ văn của những ông lừa đảo. Đấy, còn em thì em có nói thật đó nhé, chả phải giấu đố bác gì hết. Nó là đây là tất cả vỏ này và các lằng nhằng nó này nó đều dập là của hàng chính hãng Thụy Sĩ bác nhé, như thực tế con này lõi của nó chỉ là máy Nhật thôi bác nhé. Đấy được chưa ạ, rồi nói sòng phẳng với nhau cho nó vuông các bác nhé, chứ không lúc các bác nhận hàng mà không đúng như hàng em quảng cáo là các bác không nhận hàng thì em còn chết hơn đúng không ạ. Em không chơi cái bài đó, tốt nhất là phải là cứ thật thà với nhau ngay từ đầu đấy. Các bác cảm thấy mua được, các bác cảm thấy chơi được thì các bác mua, mà các bác cảm thấy không chơi được thì anh em thoải mái có đúng không các bác, đỡ mất công lên mạng chửi nhau làm gì đau đầu. Mà em gây dựng mãi được cái kênh, nhiều khi bán cho các bác một hai cái hàng tào lao ấy, thì tự dưng em mất kênh đúng không ạ, rất là khổ cho em. Thôi tốt nhất là em cứ trung thực, hàng sao em báo vậy, các bác xác định các bác mua là các bác phải lấy đúng không ạ, các bác mà không lấy các bác mất cọc đấy thôi, còn em báo sai là em phải trả lại cọc cho các bác đấy, nó là rõ ràng như vậy bác nha. Nó ngay từ đầu cho nó mất lòng nhau, các bác cảm thấy quý hoặc là tin tưởng em thì các bác mua, các bác không tin tưởng em thì các bác không mua, chứ đừng có nói năng trên mạng nó mang tiếng là đúng không các bác, toàn người già thanh niên hết rồi. Đấy. Một con Cartier đẹp mút mắt luôn, không khác gì con hạ đồng hồ của chú của anh Hải Bánh hết á, thua mỗi cái là nó máy Nhật thôi, của bác Hải Bánh là hàng chính hãng Thụy Sĩ rồi không chơi được. Đây sai nó đây, đủ phê cho các bác. Đấy. Sai của em nó là sai mặt vuông 38 38 38, như nó to như kiểu là bác nào 7 80 cân đeo vẫn đẹp bác nhá. Bác nào 60 cân đeo cũng đẹp, 70 cân đeo cũng đẹp, 80 cân đeo cũng đẹp, 85 cân đeo cũng đẹp. Còn 50 cân thì em không biết. Đẹp chưa? Mê mẩn chưa? Con này thì không có chê từ nào luôn. Đố các bác kiếm được con nào ở trên thị trường này rẻ hơn con này của em cho bác xem giá này. Mã X20 đấy, size của nó là 38 38.
giá của nó có 2 triệu rưỡi thôi các bác nhé, các nghe không nhầm đâu đấy ạ, 2 triệu rưỡi bác nhỉ. Các bác được 2 triệu rưỡi các bác sở hữu một con đồng hồ 500 triệu đúng chưa ạ? Đấy, đây là câu từ X20 size 38 38 giá 2 triệu rưỡi. Còn ít về lắm ạ, hiếm lắm, lâu lâu em mới bớ được con thôi. Chứ không phải là thích mua là có tiền không mua đâu các bác nha. Đây, lần đầu tiên em mua được một con Senko mà mặt kính sapphire. Đấy, các bác nghe thấy nó hay không? Vì Senko từ trước giờ không có mặt kính sapphire nhá, nhưng con này em mua được mặt kính sapphire. Bởi vì mẫu này là mẫu chủ yếu là nó dành cho bên Nhật nó đeo, ít khi nó xuất xuất lại lắm đây. Đấy, em đánh dấu chữ sapphire đây các bác nhìn chưa? Một con Senko mặt vuông, độc nhất vô nhị luôn. Hai ô cửa lệch góc 3 giờ. Đấy. Thép của nó thép 316, bao bao là không han không gì, không xuống màu, bao trọn đời luôn. Máy của nó vẫn thế thôi. Đấy. Máy nó mới là máy Nhật thôi, không có gì khác cả. Mà con này nó đặc biệt là cái đeo lên tay nó phê đấy các bác nhìn này, sướng không? Đấy. Con Senko hàng hiếm các bác nhá, không phải các bác mua đâu, ở đâu cũng có đâu. Chỉ cái bọn em mày mò đi đấu giá ở trên các bãi thì các bác nó mới có thôi. Thức đêm, đêm thức hôm mân mê sờ mò. Đấy, có những con nào đẹp bê hết về. Đấy. Giá thì rẻ cũng nha, bây giờ giá 5-7 triệu em không mua đâu các bác ạ. Em quyết định không mua cái dòng 5-7 triệu đó, bán không ai mua các bác ạ. Mấy em bây giờ cứ 2-3 triệu em phẹt các bác ạ. Đấy, các bác dễ chơi. Size của em nó con này là size 40 40 40 đẹp không các bác. Ui giời ơi, con đồng hồ em nói các bác nhìn nó chỉ có nhức mắt luôn, phây xước nó này, nó cứ mới 98% bác nha. Đấy, gần như mới tinh không một vết chảy. Vì những cái hàng này hàng trưng bày em đấu từng con bác nhé, con này những con này em không không có đấu theo hàng 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 đống được, mà đấu đấu từng con nó là cái độ mới độ đẹp của nó thì đảm bảo cho các bác luôn. Túi này chả có cái túi nào ta. Chờ tí em bọc nó vào nó chảy xước các bạn. Cái này X21. Size 40. Đấy, bác lấy cái này em để bác cái giá là 2 triệu 3. Rẻ các bác, rẻ hơn là cái đồng hồ Trung Quốc các bác nhé. X21 size 40 giá 2 triệu 3. Đây, bác nào dặn em là xem có con Silizen là đấu cho các bác. Đây, hôm nay theo đúng như lời các bác dặn dò em, nay em đấu được con Silizen rồi. Con này đẹp vô đối luôn, đẹp không tì vết luôn. Em Citizen bác nhé, dạ quang tối sáng xanh luôn, dây đờ mi đấy, niền đờ mi luôn, hai ô cửa lệch góc đấy, các bác nhìn lệch nó toàn tiếng Nhật thấy không? Đấy, mặt kính này mặt kính sapphire bác nhé, này. Máy của nó máy mi nhé, máy là máy xịn nhất của Nhật bây giờ bác nhé, này. Máy mi ra máy vàng mi nhé. Máy vàng của Mi là máy xịn nhất của dòng máy Nhật bây giờ, chả đâu xịn hơn đâu bác nhé. Máy xi răng là máy mới, còn máy Mi là máy từ ngày xưa đến giờ. Đấy, nó nôm na vậy, còn bây giờ máy xi răng bây giờ nó lắp cho cái dòng 3 núm 6 kim. Đấy là máy mới của Nhật. Đẹp không các bác? Ôi cha là mẹ của đồng hồ, phải nói là cứ nhức cái mắt luôn. Sướng nhìn cái mắt phê luôn ạ, đẹp thật sự. Tiếp tục mấy em size 40 cho các bác chơi. Mã X22.
size 40, con này giá 2 triệu 2 luôn. 2 triệu 2 nó chơi dễ chơi luôn. X22 giá 2 triệu 2 đó, chơi cho thoải mái anh em. Em lên cho con này, em đang ngắm con này đẹp quá mà thật sự em chưa muốn lên. Đây, các bác nhớ con Omega này không ạ? Cho bác xem năm ngoái em bán rất nhiều cái dòng này. Đây, các bác nhìn hộ em cái đấy, cọc kim số con là Kabasai xanh lẻ không ạ? Đấy, một con Omega đấy, con này là thương hiệu tiền tỷ bác nha. Thế nhưng mà con này nó không đáng tiền tỷ được các bác ạ, nó đáng có tí 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 tiền này, bởi vì nó là máy Nhật, nó không phải là máy Thụy các bác nha. Đấy, em sưu tầm toàn những con nó hàng tiền tỷ nhưng mà nó là máy Nhật cho các bác chơi dễ chơi. Máy Nhật các bác dùng có 10 năm, 10 năm nó chả hư được. Máy Nhật nó bền lắm bác nha, đừng có đùa với máy Nhật. Mặt kính sapphire nữa. Dây lụa, nhìn cái dây nó dày nhỉ. Dây lụa dày này cơ mà. Bao giờ nó gãy được. Ôi trời ơi nó đẹp ôi. Đấy, size 40. Mã X23. Size 40, bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 2. Cứ 2 triệu 2, 2 triệu rưỡi quay đầu phẹt bác ạ. Cái lấy hàng đắt tiền về bán không ai mua được bác. X23. Size 40 giá 2 triệu 2. Đây thì bác một con FC hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn. Đấy, con này là con nhà em bản cổ từ trước giờ, em toàn để em từ năm năm kia đến giờ bác ạ. Đấy, 25 triệu mãi chả em mua bác ạ. Bây giờ em giảm xuống không biết mười mấy triệu đây. Mê mẩn lòng người luôn. Máy có nhìn máy nó đẹp không? Máy mì nó làm đúng như máy 5 tầng có nhìn thấy chưa? Không khác máy 5 tầng thế nào đúng không các bác? Đấy. Máy Thụy nó như nào, con này y chang vậy luôn. Nhưng rất tiếc nó chỉ là máy Nhật thôi nhá. Nó làm y chang máy Thụy nhưng không phải đâu các bác nha. Các bác nhìn tinh, các bác thợ già mới nhìn ra con này là máy Nhật chứ không phải máy Thụy. Bây giờ nó in 4 5 tầng này các bác nhìn xem ạ. Con này mấy con này mấy máy Thụy Nhật đâu, chứ cha mẹ rồi, báo nhầm rồi. Thôi con này con bỏ đi, báo nhầm đấy rồi. Báo nhầm em đó rồi. Đây là nhà bác một con CK máy Thụy bác nha. Mày quá chưa nói giá chết toài luôn. Máy Thụy thì báo máy Nhật, đúng là ngứa nga ngứa ngẩn. Đẹp không các bác? Đấy, một con CK máy Thụy hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn. Dây khóa nguyên zin. Siêu mỏng. Size 43. Mã X24. Size 43. Bác lấy con này em để bác cái giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi bác nhé. Con CK hàng chính hãng Thụy Sĩ. X24 size 43 giá 3 triệu rưỡi. Đấy các bác, nhiều khi là mọi ngày bán mãi hàng chính hãng Thụy Sĩ các bác ạ thì nó không sao, tự dưng mình đang bán hàng Nhật
nhảy qua một con hàng chính hãng Thụy Sĩ cái là bị vấp liền các bạn, bị nhầm liền các bạn. May là em chưa nói giá đấy, chứ nói cái video này bây giờ chết dở các bác ạ. Đấy. Đấy. Nhiều khi như cứ bán quen mồm hàng Nhật, hàng Nhật, hàng Nhật, cuối cùng là oánh một con chính hãng Thụy Sĩ vào là vấp liền. Rồi, cứ vậy đã. Bây giờ lên cho bác một con hàng hiếm, hàng hot, hàng hit. Cho kiêm ngưỡng con này luôn. Đây là một con Oren dành những bác nào trung tuổi. Nó đẹp, ô này nó đẹp qua cái hộ em gái, ngắm như hộ em gái nó chất không ạ? Ui chà rồi mẹ nó đẹp. Một con Oren em nói đẹp nhất người bác nhé. Này. Phây xước có nhìn chưa? Đấy. Đấy. Ui, có. Và giờ cho nó có con nào đẹp hơn được con này nữa các bạn. Quá nào con bóng lộn này cơ mà sướng không, sướng cuộc đời, sướng con mắt. Cho bác ngắm nhìn một bộ máy à, là máy, nó máy kín và là máy kín bác nhá. Máy thì em bao bác là máy chuẩn Nhật bác nhá. Đấy, chứ không phải là máy máy tàu máy tẻ đâu bác nhá. Bán hàng là nó phải đẳng cấp như thế bác nhá, không có lươn lẹo, không có lừa đảo khách hàng. Nói có sao nói vậy, được chưa? Một ô lịch nó góc 3 giờ. Con đen này đẹp vô đối à. Trẻ đeo cũng được mà già đeo cũng đẹp. Size 40. Em này là X25. Size 40 này. Giá của em nó là 2 triệu 3. 2 triệu 3 là một con Oren dây đờ mi, liền đờ mi X25 size 40 giá 2 triệu 3. Đây, nước hoa mấy năm về em lại lọc tiếp được mấy thùng mà có mấy chai đây các bác ạ. Đây, các bác là chưa dùng thử mà, em lên các bác mấy chai dùng thử nhá. Các bác dùng những chai này là nếu các bác nào mà chưa tin tưởng shop ạ, đấy, thì em sẽ bán rẻ cho các bác mấy cái chai em chiết ra đây. Đấy, về các bác dùng thử nhá. Đây là một con chai chai đôn chè 10 ml, không thơm không lấy tiền bác nhá, đôn chè 10 ml được chưa ạ? Con này là mã X26. Giá em để bác cái giá là 140.000 thôi. 140.000 đô chai này bác nhá. Đấy, cho các bác về dễ chơi. Này các bác dùng thử xem nhé. Nếu mà cái mùi chất lượng thì các bác ủng hộ em chai to nhé. Còn nếu mà mùi nó không chất lượng, các bác không mua chai to bác nhé. Đấy. Đây là chiết trong chai to ra bác nhé. Đấy, đôn chè. X26 140. Đây là một con vơ sạc xanh. Đấy, được chưa? Vơ sạc xanh. Đấy, 10 ml chích trong chai to bác nhé. Đấy, cái này bác đi để túi quần, túi áo trong xe ô tô hay là cốp xe máy đều được các bác nhé. Phụ nữ để túi xách vô tư rất là tiện lợi, 10 ml. X27. 140k. Đấy, gọi là bán chuyên cho các bác dùng thử nhé. X27 140k. Này, chai scandal này. Đấy. Đẹp quá. Chai scandal X28. Trăm bốn mươi. Đây, có nhìn rõ mà màn hình hơi mờ khó nhìn quá. Đấy.
Đấy, con này một X28. À, X29 140. X29 140. Bắt đầu chơi dùng thử những con này nó sướng mấy nhá, thơm để báo em. Thương hiệu Đình Đám. X30 140. Đấy, các bác cứ dùng thử chai nào các bác dùng nha. Nếu mà các bác dùng mà ok thì các bác điện cho em lấy chai to nha. Đấy. Ba mùi các bác, tất cả những hàng 10 ml em đều ba mùi các bác nha. Không thơm các bác không nhận hàng nha. Ba mùi các bác luôn. Các bác vào nhà xịt thử thôi. Đây hôm nay em về cái chai Gucci này đẳng cấp lắm các bác ạ. Cái Gucci với chai Dior mà em về là được mấy chai thôi. Đây, Gucci xanh 100 ml. Mùi nó thơm mát các bạn ạ. Thơm mát kinh khủng luôn cái mùi này. Nó mát thế trời rồi. Đấy, 100 ml chai Gucci. Đây là mã X31. Giá 1 triệu nha, X31 giá 1 triệu. Đây là các bạn một chai Dior này. Lâm châm bấm nghe này, hút này. Nó lầm châm mà nhé, Dior thơm lắm bác nhá, không thơm không lấy tiền bác nhá. Ông về các bác xịt không thơm không lấy tiền, chai Dior 100 ml. X32 giá 1 triệu bác nhá. Tất cả những cái chai em bán cho các bác này là những chai này em đã qua lọc có nha, toàn những con hàng mới nhá. Em lọc trong tất cả các thùng hàng em đấu về chai nào mới nhất thì em lên em bán cho các bác nhá. Bán thì với cái mức giá là bao mùi của nhá, chứ không phải là bán cho các bác mà là không bao mùi nhá. Còn những cái hàng si kia, hàng người ta dùng rồi kia là em sẽ không bao mùi. Còn những con hàng này nó còn đủ đủ mưu là em sẽ bán cho các bác là bao mùi nhá. Đấy, giá sẽ đắt hơn một vài trăm thôi, không đắt hơn nhiều đâu. Đấy, X32 giá 1 triệu. Đây em lên bác một chai Tom Ford đẳng cấp của đẳng cấp luôn, chai này hàng hiếm rồi, lâu lắm em nhìn thấy bác, rất lâu rồi. Đến này là năm thứ ba mới nhìn thấy nó, lấy biết mấy mấy chục nghìn chai nước hoa mà năm thứ ba mới đấu được con này về. Thơm thì thôi rồi đúng không ạ, xịn sò đẹp. Một trăm mil luôn. Là mã X34. Giá là 1,1 triệu. X34 này giá 1,1 triệu. Đây em lên bác một chai Chanel Alu Chanel nữa. Chanel Alu trăm mưu
Thơm quá các bạn ạ. Ui chai này thơm thì thôi rồi luôn. Thơm lắm. 100ml nhé. Alu Chanel. X35. Giá là 900k. X35 900k. Đó. Đấy là video tối nay em xin phép là tạm dừng ở đây các bác nhé. Đấy các bác ưng được cái nào là các bác alo em nhé. Em xin chào các bác.